Hello anh em, chào mừng anh em đến với phần 4, Sử ma của Zero. Sau khi cùng nhau giải quyết được vụ trộm bảo vật, súng cối thì gọi là quyền trượng hủy diệt. Hãy cùng xem ao cái thế giới phép thuật này còn gì hay ho nữa nhé. Tình cảm của Louis dành cho tên linh thú cẩu hoang của mình cũng có vẻ khởi sắc, không biết đến bao giờ anh chàng Cooley mới được cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày và đêm ngủ với chủ đây. Bình minh vừa lên cũng là lúc Louis cùng Saito trở về trên lưng ngựa. Ngược đời ở chỗ chủ thì cầm cương còn thằng Sen thì lại cầm hai cái bánh bao. Bỏ tay khỏi chỗ đấy đi. Xin lỗi, tôi cứ tưởng là lưng, tay nó phẳng lì à. Sau hai câu thoại, thằng linh thú bị đạp khỏi lưng ngựa. Họ gặp tóc đỏ cùng tóc xanh đang chuẩn bị lên xe về quê nghỉ hè. À, anh yêu cuối cùng cũng gặp anh rồi. Vếu bự chạy lại ôm lấy Saito. Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Nghẹt thở chết mẹ linh thú của tao. Louis nhìn cay đắng. Lên đường bình an. Vừa nói dứt câu thì thằng Cooley lại ăn ngay một đạp. Mẹ chúng mày chứ, chỉ giỏi trêu ngươi bà. Ngồi trên xe ngựa, dù sắp về đến nhà nhưng Tạ Biết Hà không hề tỏ ra vui vẻ. Cô cứ suốt ngày cắm mặt vào những cuốn sách. Một lão nông vác cuốc đi đến, ông bảo rằng hồ phía trước đã ngập, bọn họ nên đi theo hướng sườn đồi. Về đến nhà, mọi chuyện lại tiếp diễn như thường lệ. Giặt xong quần áo thì lau dọn nghe chưa, không thì đừng mơ được ăn. Giọng Louis lanh lành như chim bách thanh. Rồi, giọng Saito trầm ấm nhẹ nhàng. Cái tội suốt ngày vẫy đuôi với gái, tự nhiên cô nàng giật mình khi thấy bản thân đã quan tâm đến thằng linh thú. Bê chậu quần áo đi giặt mà trời lạnh ngại vãi lều, Saito thấy một chiếc nồi cũ bỏ không ở góc tường. Xin bếp trưởng, Saito lăn lại chỗ vòi nước. Chắc nó định luộc quần áo rồi phơi chăng? Bên kia sườn dốc, chiếc xe ngựa vẫn đang di chuyển chở hai cô bạn về quê. Phía xa con hồ, nhà cửa ngập tận nóc. Năm nay nhiều phút quá không còn ai đi cứu trợ nữa. Chiếc xe mang họ dừng lại trước khuôn viên một lâu đài siêu to khổng lồ. Người quản gia nghiêng mình hành lễ đón tiểu thư. Tóc đỏ ngạc nhiên há hốc mồm. Thì ra thân phận của đứa bạn cũng kinh khủng tởm lắm. Cô được đưa đến phòng khách uống trà. Tạ Biết Hà bước vào căn phòng hành lễ với mẹ. Nhưng bà ấy có vẻ không được tỉnh táo. Sắc mặt khác lạ, tay ôm búp bê và đuổi cô bé khỏi phòng. Cha Tạ Biết Hà là em của vị vua đang tại vị nhưng không may ông ấy đã qua đời. Đau lòng hơn nữa, bà Tước đã bị giết bởi chính cuộc tranh giành ngôi báu 5 năm về trước. Đám người theo phe đối lập còn định giết cả cô bé để trừ hậu họa. Một cốc nước tẩm độc được mang đến, mẹ Tạ Biết Hà đã thấy nụ cười đáng ngờ của tên phục vụ nên giật ly nước uống thay cô bé. Cũng từ biến cố đó mà Tạ Biết Hà đã thay đổi tính cách, cô trở nên trầm lặng và không muốn giao tiếp. Sau vụ việc đó, thay vì ám sát Tạ Biết Hà, triều đình đã lợi dụng sức mạnh của cô để diệt trừ con rồng ba đầu hung dữ. Sau đó, họ tìm cách đuổi Tạ Biết Hà bằng cách gửi cô đi học ở nước ngoài. Quay lại học viện, sau khi bị thằng người yêu lừa hết lần này đến lần khác, Tóc Vàng quyết định pha chế ra một loại thuốc khiến anh chàng bỏ tật lăng nhăng. Cùng lúc đó thì anh chàng linh thú đang tắm trong nồi nước nóng. Cô hầu gái đi qua không thấy ai thì tò mò lại gần ngó nghiêng. Saito bất thình lình đứng bật dậy. Siesta hốt cả hền làm đổ tách trà bẩn hết cả quần áo. Nhân cơ hội thằng linh thú rủ cô nàng vào tắm chung cho vui. Ai có ngờ, Siesta cởi quần áo vào thật luôn. Tóc Vàng hẹn gặp Huy Chế và lấy ra lọ dung dịch phê chế. Trở lại bồn tắm thời Trung Cổ, Saito đang tỏ ra ngại ngùng. Hai người ngồi đối diện nhau, một vài câu chuyện được kể để xóa đi bầu không khí căng thẳng. Đối diện với em cả hai mặt trăng cũng phải bỏ chạy vì xấu hổ. Huy Chế đang múa mép, nhưng nhìn mặt cô nàng thì đúng kiểu. Có một câu gặp con nào cũng nói. Đang định cho thứ thuốc đã pha chế vào ly thì họ thấy Louis giận dữ đi tìm tên cẩu đần. Cái gì hiện ra trước mắt thế này? Một cha một gái trần như nhộng cười nói vui vẻ trong một thùng nước giữa đêm. Cô nàng buồn bã chạy về. Siesta cũng phải quay về làm việc. Cảm ơn vì một buổi tối tuyệt vời. Điều tuyệt vời nhất là anh đấy. Cô nàng nói rồi rời đi. Bên này Huy Chế đang định hé môi hút bụi thì Tóc Vàng kêu đừng vội. Làm ngụm nước đi cho nó ngọt giọng đã. Và rồi giọt thuốc đã được nhỏ vào ly. Nhưng thôi, kèo này toang rồi. Louis bực tức đi đến giật lấy uống sạch sẽ. Saito trở về phòng. Cô chủ hôm nay nhẹ nhàng đến lạ, mặt đỏ như gấc chín. Ngốc, 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 Saito, anh là đồ ngốc. Louis đột nhiên trở thành bánh bèo. Cô ôm lấy anh chàng linh thú nói yêu đương đủ điều. Tại nhà của Tạ Biết Hà, cô vừa nhận được mệnh lệnh trực tiếp của nhà vua. Có vẻ như lại là một nhiệm vụ khó khăn gì đó. Vách BS ngỏ lời sẽ đi cùng cô bạn. Họ sẽ khởi hành vào ngày mai. Tạ Biết Hà ngủ và mơ thấy ác mộng. Mẹ đừng uống thứ đó, cô nói trong vô thức. Tóc đỏ ôm lấy cô bạn, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Về phần Lui, từ lúc uống thuốc lu đến giờ cô nàng theo thằng Linh Thú nửa bước không rời. Cặp đôi tóc vàng đã đến và giải thích mọi việc. Cô nói rằng thuốc sẽ hết tác dụng sau một tháng hoặc một năm. Cứ chờ thôi chứ không có thuốc giải. Trong lúc Louis đang nhõng nhẽo thì Siesta đi qua, cô nàng giận run người quay đầu đi mất. Louis cũng bỏ đi trước thái độ loằng ngoằng con nào cũng muốn vượt của thằng Men. Saito chạy đến chỗ cô hầu gái giải thích, nhưng cô nàng tỏ vẻ không tin. Xin thứ lỗi, em bận lắm. Cô cậu buồn bã trở về phòng, quần áo vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Trên giường Louis đã nằm nghiêng 45 độ mời anh sơi. Saito vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột này, cậu lấy quần áo đưa cô chủ mặc thì bị kéo luôn xuống đệm. Khi em nhìn anh, ngực em thắt chặt lại, tim em đập thình thịch. Louis tỏ tình và nói đó không phải tác dụng của tình dược. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm, Saito quyết định tìm cho ra thuốc giải. Vui chế đang dụ dỗ người yêu đi hút bụi thì bị thằng linh thú đạp cửa bắn khỏi tầm máy quay. Cô nàng nói rằng ở đây không đủ nguyên liệu nên không thể pha chế thuốc giải. Vậy là họ quyết định sẽ cùng nhau đi lấy giọt lệ tinh linh. 3 con ngựa, 4 con người bắt đầu khởi hành, qua ngọn đồi là họ sẽ đến hồ Lagrian. Nơi đây có tinh linh nước trú ngụ và có vẻ cô ta đang nổi giận. Mực nước dâng cao nhấn chìm nhà cửa người dân. Hoàng hôn buông xuống, tóc vàng lấy một giọt máu nhỏ lên đầu con ếch rồi sai nó đi tìm tinh linh. Thì ra lúc nhỏ cô đã đến đây và lập giao ước với bà ta. Không lâu sau đó một cột nước vọt lên khỏi mặt hồ, tạo hình thành một người phụ nữ. Nhưng tinh linh đã từ chối thỉnh cầu của người lập giao ước vì cho rằng cô ta quá tầm thường. Saito quỳ xuống cầu xin, vậy là một thỏa thuận được đưa ra. Bọn họ cần tiêu diệt những kẻ đã tấn công tinh linh nước, đổi lại bà sẽ cho một phần cơ thể. Đêm hôm đó, cả nhóm núp bên bìa rừng theo dõi. Có ai đó đang niệm chú ở bờ hồ. Saito định lao ra nhưng Vui Chế đã ngăn lại. Cậu ta có một kế hoạch thay vì tấn công trực diện. Vui Chế lao ra với một bông hồng, niệm chú tấn công nhưng dễ dàng bị đánh bật. Saito rút kiếm xông tới, có điều cậu cũng nằm ngay sau đó. Lui xông đến. Không được đụng vào Saito. Cô hét lớn và tạo ra một vụ nổ. Lúc này bọn họ mới nhận ra nhau. Tạ Bít Hà bị quốc vương hạ lệnh đánh bại tinh linh vì nước dâng cao gây ảnh hưởng đến lãnh thổ quốc gia. Cuối cùng họ chọn cách đàm phán một lần nữa làm rõ mọi chuyện. Tại sao người lại làm ngập lụt nơi này? Saito cất tiếng hỏi. Tinh linh nói rằng con người đã cướp đi một báu vật mà mất nó bà ấy sẽ không thể tồn tại lâu. Chính vì thế nhấn chìm cả thế giới là cách tinh linh chọn để tìm lại chiếc nhẫn Anvari. Nó bị một kẻ tên Cromgel lấy mất. Saito đã hứa sẽ tìm chiếc nhẫn mang về nhưng có điều sau bao nhiêu năm nữa thì cậu không nói. Bạn bè méo tin cậu nhưng nữ hoàng lại tin. Bà trao giọt lệ tinh linh và rút mực nước trong hồ xuống như bình thường. Louis sau khi trở về trạng thái bình thường, cô lại đánh thẳng linh thú như con. Chuyện gì đã xảy ra hả? Ta sẽ xấu hổ cả đời mất. May mắn thay công chúa xuất hiện cứu Saito khỏi trận đòn roi. Ở một nơi tối tăm nào đó, siêu đạo Trích Sandy đã nói với người cứu mình khỏi nhà giam. Tôi sẽ làm theo ý ngài. Cromgel. Vậy là những mắt xích đã được hé mở, người bí ẩn đó thật ra là ai? Saito sẽ phải đối đầu với những gì để thực hiện lời hứa của mình với tinh linh nước. Đón chờ trong video sau nhé anh em. Và nếu thấy hay đừng quên giúp mình một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.